quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nha. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Thêm tin buồn, diễn viên Văn Thành qua đời ở tuổi 59 vì tai biến. Chỉ mới mở đầu năm 2021, nhưng showbiz Việt phải đón khá nhiều tin buồn của nghệ sĩ lần lượt ra đi vì nhiều lý do khác nhau sau khi nghệ sĩ Hoàng Dũng, Hải Đăng qua đời trong những ngày đầu xuân thì mới đây nhất một diễn viên quen thuộc phần lớn với khán giả miền Bắc cũng lìa xa mãi mãi. Cụ thể diễn viên Văn Thành ra đây ở tuổi 59 vì căn bệnh tai biến. Tối ngày 1 tháng 3, thông tin nghệ sĩ Văn Thành qua đời nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trước đó anh từng mắc bệnh gút khá nặng, việc di chuyển hàng ngày cũng khó khăn. Cách đây không lâu anh bất ngờ bị tai biến, và được đưa đến bệnh viện chữa trị, nhưng may mắn chẳng mỉm cười. Văn Thành ra đi ở tuổi 59, và thông tin này khiến cho nhiều đồng nghiệp vô cùng xót xa. Nam nghệ sĩ từng được khán giả biết đến nhờ nhiều vai diễn ấn tượng qua các bộ phim như Sa Ngã, Chuyện Phố Phương, Tiến Còng Định Mệnh. Nghệ sĩ Văn Thành tên khai sinh đầy đủ là Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1962 ở Hàng Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Anh từng tốt nghiệp tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, công tác tại nhà hát tuổi trẻ một thời gian. Nhiều đồng nghiệp đã dành lời có cánh cho nam diễn viên vì trong quá trình làm việc chung, họ nhận thấy anh là người có tâm, nhiệt huyết với nghề, chẳng ngại lời mời cho những vai nhỏ lẻ ở một số sản phẩm. Được biết, tang lễ sẽ chính thức diễn ra vào lúc 12 giờ ngày 3 tháng 3 ở nhà tang lễ thành phố ở Phùng Hưng. Linh Cửu sẽ được mang đi hỏa tán tại đài hóa thân Hoàng Vũ Văn Điển.